Quý vị thân mến, Tôn Tư Mạc sinh ra ở triều đại Tây Ngụy, được mệnh danh là thần y của Trung Hoa. 7 tuổi, ông bắt đầu đi học và đã có thể học thuộc hàng nghìn từ mỗi ngày. Nhưng từ nhỏ, Tôn Tư Mạc đã mắc nhiều bệnh, cộng thêm việc hàng xóm xung quanh đều rất nghèo khó. Nhiều người vì không có tiền chữa trị mà qua đời. Vì thế, từ khi 18 tuổi, ông đã quyết chí theo học nghề y. Ông cho rằng tính mệnh con người là quan trọng nhất, cứu giúp được một mạng người, phúc đức giàu như biển cả. Giải thích về bệnh tật và cách hóa giải bệnh của ông thật uyên thâm sâu sắc. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả chiêm nghiệm cùng chương trình hôm nay của Lắng Đọng Đêm Về. Tôn Tư Mạc được mệnh danh là Dược Vương, được triều nhà Tống truy phong danh hiệu Diệu Ứng Chân Nhân. Đạo giáo tôn ông làm Thiên Y Diệu Ứng Quảng Viện Thiện Tế Chân Quân. Người đời sau gọi ông là Thần Y. Đối với đoạn viết về dưỡng sinh ở Kiệt Tác Y Học, bị cấp thiên kim yếu phương thuốc giá trị ngàn lượng vàng của Tôn Tư Mặc, mỗi người đứng ở một góc độ khác nhau sẽ có cách lý giải khác nhau. Nhưng nếu ta hiểu rõ Tôn Tư Mặc vốn là người tu đạo, không chỉ là một thầy thuốc, thì qua đoạn viết này sẽ hiểu được nội dung ở một cảnh giới khác, không chỉ đơn thuần là dưỡng sinh. Nội dung đoạn viết về dưỡng sinh như sau. Người dưỡng tính muốn biến tất cả những gì học được thành thói quen của mình. Thực tế, tính, bản tính, tính người ở đây vốn lương thiện. Chưa học gì nó vốn đã tốt đẹp rồi. Tính người vốn đã lương thiện, nên bệnh tật trong và ngoài cơ thể đều không thể có. Tai họa cũng không có lý do để xảy ra. Đây mới là căn nguyên của dưỡng tính. Nói cách khác, phương pháp dưỡng tính ở một khía cạnh khác chính là được nuôi dưỡng từ chính gốc rễ này. Vì thế, với những người giỏi dưỡng tính, họ sẽ trị nguyên nhân của bệnh từ ngay khi bệnh chưa xuất hiện. Đây mới là ý nghĩa cốt lõi của dưỡng tính. Như phía trên đã nói, tính vốn đã thiện, bệnh tật không thể sinh ra. Ta nên diệt bệnh ngay từ khi nó chưa sinh ra. Cách làm cụ thể là cần loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu để diệt trừ hậu họa. Với một con người tốt bụng, chỉ cần có suy nghĩ thiếu lành mạnh sẽ giống như bị mắc bệnh, mặc dù bệnh trong giai đoạn này chưa thể hiện thành bệnh cụ thể trong người. Vì vậy, với người dưỡng tính, không chỉ là uống thuốc dưỡng sinh trường thọ, sáng sớm dùng nạp sương mai, pháp thuật tu hành của đạo gia, mà còn phải không ngừng hoàn thiện phẩm chất đức hạnh của bản thân. Khi đã hội tụ đủ phẩm chất tốt đẹp, ta sẽ không cần uống thuốc bổ mà vẫn có thể kéo dài tuổi thọ. Còn khi đức hạnh không đủ, cho dù có uống thuốc tiên, nước ngọc cũng không thể sống lâu được. Lão Tử nói, với người chuyên dưỡng sinh, đi trên đường không bao giờ gặp phải thú dữ. Đạo đức nói tới ở đây là chỉ cảnh giới cao siêu này, sao có thể muốn sống lâu nhờ vào việc uống đơn được. Thánh nhân chế ra thuốc chỉ là để cứu rỗi những người có hành vi sai phạm. Với những người ngu muội, sống với bao năm bệnh tật, cũng không biết thay đổi tính tình phẩm hạnh của bản thân, ôm bệnh sống cả đời mà không hề hay biết. Vì thế, những nhà y học cổ xưa, người tu hành đắc đạo như Kỳ Bá, Y Hòa cũng rời khỏi nhân gian, Vu Bàng, Du Phu cũng già đi vĩnh viễn là đều do những nguyên nhân này. Từ đoạn văn trên của Tôn Tư Mạc có thể thấy, ông chia con người thành ba dạng, dưỡng sinh chia thành hai tầng. Dạng thứ nhất cũng là dưỡng sinh ở tầng thứ nhất, là người có thể soi xét, nhìn nhận lại bản thân và hướng thiện, quay về với chính bản tính con người, các loại bệnh trong ngoài cơ thể đều không thể bị, tai họa cũng không thể tới. Cũng là những người đã đạt tới cảnh giới đạo đức của Lão Tử. Trên đường đi, không bao giờ gặp thú dữ. Cảnh giới này không thể có được nhờ việc uống thuốc, chỉ có thể đi theo con đường tu luyện truyền thống mà thành, diệt trừ những suy nghĩ sai lệch, tu tâm, luyện công mà thành. Những người đạt tới cảnh giới này sẽ không bị che đậy bởi những quan niệm trường thọ nơi nhân gian. Thực ra đây mới là bản chất thực sự của dưỡng sinh mà người xưa muốn nói tới. Dưỡng tốt, dùng tốt sinh mạng thể xác của mình, cuối cùng đạt tới bản gốc vốn có của con người. Dạng thứ hai cũng là dưỡng sinh ở tầng thứ hai, gồm những người muốn dưỡng tính, muốn khỏe mạnh sống lâu, muốn thay đổi bản thân. Với những người này, Tôn Tư Mạc đã nói như sau. Những người này, để đạt được mục đích không thể chỉ dựa vào việc uống thuốc bổ, đồ ăn nhiều dưỡng chất hay chỉ luyện tập sức khỏe, học chút dưỡng sinh mà đạt được. Quan trọng là phải tu dưỡng đạo đức, phẩm hạnh, thay đổi những hành vi sai trái,
chưa đúng mực của mình. Đối với họ, nếu thay đổi được tư tưởng hành vi, không làm việc ảnh hưởng tới quyền lợi, hại người khác, thực tế đây cũng là đi theo phương hướng của tầng thứ nhất. Chỉ cần làm tốt được việc này thì không cần uống thuốc bổ cũng có thể sống trường thọ. Nhưng nếu cơ bản không muốn thay đổi hành vi của mình, đức hạnh không đủ, thì dù có uống tới thuốc tiên, nước ngọc thì cũng không thể sống lâu. Uống thuốc chỉ là lãng phí thuốc. Dạng thứ ba chính là những người mông muội làm việc xấu, không tu dưỡng đạo đức. Họ bị bệnh suốt đời, đau khổ trọn kiếp mà không hề hối cải, không muốn thay đổi bản thân. Với dạng này, không thể nói là dưỡng sinh được. Tôn Tư Mạc cũng nói, thánh nhân có cứu chữa những người có hành vi sai trái. Nếu nhân loại phần lớn đều phát triển hoặc rơi vào ở dạng thứ ba, thì thánh nhân cũng sẽ rời đi. Họ sẽ không quan tâm tới loài người nữa. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Câu chuyện về mũi tên gãy và vận mệnh đời người. Con đường chinh chiến, thành hay bại là ở ý chí và niềm tin. Không tin vào bản thân thì vĩnh viễn không thể trở thành bậc tướng tài cho được. Xưa có một vị tướng quân tài ba, thống lĩnh hàng vạn binh đánh đông dẹp bắc, trận nào cũng bách chiến bách thắng. Mỗi lần ra trận ông đều đưa con trai mình đi cùng để chỉ dạy cho cậu cách bày binh bố trận trên sa trường. Con trai ông còn rất trẻ và luôn khát khao có được ngày thay cha điều binh khiển tướng. Và hôm ấy chính là ngày đầu tiên cậu tự mình xông pha nơi tiền tuyến. Khi chiếc tù và nổi lên, báo hiệu trận đánh sắp bắt đầu, binh sĩ gióng lên một hồi trống trận vang lừng. Vị tướng quân trao lại cho người con trai một báu vật mà ông chưa bao giờ tiết lộ. Đó là một chiếc ống có duy nhất một mũi tên. Ông trịnh trọng nói với con trai, đây là mũi tên báu gia truyền có sức mạnh kỳ diệu vô song. Nó sẽ giúp con trăm trận trăm thắng, trận đánh nào cũng là bất khả chiến bại. Nhưng con hãy ghi nhớ lời ta, chỉ mang theo mũi tên bên người, chứ nhất thiết không được rút ra. Chàng trai trẻ ngắm nhìn vật báu mà cha vừa trao cho. Đó là chiếc ống đựng tên rất tinh xảo mỹ lệ, được chế tạo từ sừng trâu, trên thân khảm đồng lấp lánh ánh quang. Cậu còn nhìn thấy đuôi mũi tên lộ ra ngoài. Chỉ cần nhìn qua là biết ngay đuôi mũi tên được chế tạo bằng lông công thượng đẳng. Người con trai vui mừng khôn xiết. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy báu vật gia truyền mà chưa bao giờ cha tiết lộ. Cậu không giấu nổi nỗi tò mò về hình dạng của mũi tên. Trong đầu còn mường tượng hình ảnh mình anh dũng cưỡi ngựa trên sa trường, bên tai phảng phất tiếng tên bay vèo vèo phóng về phía quân địch, chủ soái của quân địch trúng tên rồi ngã ngựa tử trận. Quả nhiên, nhờ đeo tên báu trên lưng mà chàng trai bỗng trở nên anh dũng phi phàm, khi đến đâu đánh giặc tan đến đó, chiến thắng gần như đã nằm gọn trong tay. Khi tù và ra hiệu lệnh thu quân, cậu con trai không nén nổi hào khí chiến thắng, đã hoàn toàn quên mất lời căn dặn trước đó của cha. Nỗi tò mò mãnh liệt thôi thúc cậu phải khám phá xem mũi tên báu có gì bí mật mà kỳ diệu đến vậy. Vừa nghĩ đến đó, cậu liền rút mũi tên báu ra. Nhưng rồi, hình ảnh trước mắt khiến cậu kinh ngạc ngây người. Một mũi tên gãy, vật báu gia truyền mà cha cậu luôn giữ kín, thì ra chỉ là một mũi tên gãy. Vậy mà cậu lại ngây thơ mang mũi tên gãy này đi đánh trận. Trong phút chốc, niềm tin trong cậu sụp đổ. Cậu trở nên hoang mang, do dự. Ý chí hừng hực và niềm tin sắt đá trước đó này cũng tan biến theo gió cát mịt mùng. Trong khoảnh khắc tình thế đảo ngược, cuối cùng vị tướng trẻ tử trận trong đám tàn quân. Đằng sau khói lửa chiến trường bàng bạc, vị tướng quân khẽ vuốt đôi mắt của con trai mình. Trong lòng ông không khỏi thương tâm. Con trai ông đã mắc phải sai lầm mà bất cứ vị tướng nào cũng phải khắc cốt ghi tâm. Không tin vào bản thân, không vững vàng ý chí thì vĩnh viễn không thể trở thành tướng tài được. Con đường chinh chiến, thành hay bại là ở ý chí và niềm tin. Vậy mà có người đem chuyện thắng bại mà phó thác cho một mũi tên, cũng giống như người đem sinh mệnh của mình giao cho kẻ khác, đặt hạnh phúc của mình vào tay kẻ khác.
mũi tên dẫu quý giá đến đâu thì suy cho cùng cũng chỉ là vật ngoại thân, không thể làm nên giá trị đích thực của mỗi người. Mà giá trị của bản thân lại phụ thuộc vào việc chúng ta đã bồi dưỡng năng lực của mình hay chưa, đã gia cường ý chí và củng cố niềm tin của chính mình hay chưa. Chỉ có dựa vào sức mạnh của tự thân thì chúng ta mới có thể làm chủ vận mệnh, cho dù mũi tên mang theo người có là mũi tên gãy hay không. Quý vị thân mến, chúng tôi cho rằng những tinh túy của văn hóa truyền thống sẽ không phân biệt quốc gia hay ngôn ngữ. Bởi vậy, dẫu biết là có nhiều người không mấy thiện ý với các tích của Trung Quốc, nhưng chúng tôi vẫn chất lọc những câu chuyện gần gũi, mang lại giá trị giáo dục sâu sắc để gửi tới quý thính giả. Những việc không hay, đáng lên án thì thời nào hay nơi nào cũng có cả. Phải chăng chỉ là do thuyết vô thần và quy phạm đạo đức xuống cấp đã làm giảm đi giá trị của con người mà thôi? Còn thời xưa, kể cả là ở mảnh đất Trung Hoa ấy, vẫn có những điều khiến chúng ta phải học hỏi. Nếu thấy video hữu ích, xin mời quý thính giả hãy nhấn like và share. Nếu là ngược lại, quý vị đừng ngại bình luận bên dưới để chúng tôi hoàn thiện nội dung chương trình hơn nữa. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.